Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 1, số 2 và số 3 đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em ở cái bài số 4. Đây là những cái bài toán nói chung nó thực tế rất là nhiều. Nên là chúng ta vận dụng các cái kiến thức kỹ năng của chúng ta đã có từ hồi giờ để chúng ta làm bài. Hiểu chưa nào? Chứ còn nói về xét về cái độ công thức này nọ thì cũng ít, mà đây chúng ta chủ yếu là chúng ta dựa vào cái đề để chúng ta có thể làm được, ví dụ cái bài số 3 chẳng hạn theo quy tắc đó để chúng ta tìm ngày tháng, rất là hay. Ok, bài số 4 thì bài như sau em. Tại bề mặt đại dương, bề mặt nghĩa là trên mặt thoáng tại bề mặt đại dương, áp suất nước bằng áp suất khí quyển gọi là một atmosphere, không nào? Nghĩa là như này, tại bề mặt đại dương, các em hình dung là tại bề mặt nha, tại bề mặt, ví dụ cái tờ giấy này là tại bề mặt, trên bề mặt cũng gọi là mặt thoáng của nước các em. Áp suất nước bằng áp suất khí quyển và bằng một atmosphere Bên dưới mặt nước, nghĩa là bây giờ chúng ta đi xuống lòng ở dưới nước đó áp suất nước tăng thêm một atmosphere cho mỗi 10 mét sông trở xuống. Nghĩa là ở đây là nó tỷ lệ là 1/10 các em. Cứ nó tăng thêm 1 atmosphere cho 10 mét. Nếu như mà 2 atmosphere sẽ là 20 mét, 3 atmosphere sẽ là 30 mét, ý là như vậy. Biết rằng mối liên hệ giữa áp suất Y, vậy như vậy là cái này là Y này. Atmosphere này, ATM là atmosphere các em thấy nào? Y này. X. Không? X là mét là cái độ sâu. Chứng tỏ nếu mà Y này là bằng 1 thì X này sẽ bằng mấy? Bằng 10. Đó, đúng không? Đó. Ok. Nghĩa là nó tăng theo tỷ lệ như vậy. Là một hàm số bằng nhất có dạng Y bằng AX cộng B. Câu A người ta yêu cầu các em là xác định hệ số A bằng bao nhiêu và B bằng bao nhiêu. Để chúng ta thế vô đây để mà nó ra được cái phương trình bậc nhất một ẩn. Nhưng mà cái bài này này, các em nhìn để ý như thế này. Tại bề mặt đại dương, áp suất nước bằng áp suất khí quyển và bằng một atmosphere. Như vậy tại bề mặt đại dương thì chứng tỏ nó có độ sâu chưa? Chưa, chứng tỏ x này bằng mấy? X này nó sẽ bằng, chưa có độ sâu nên x này sẽ bằng 0. X bằng 0 thì y atmosphere lúc này nó sẽ bằng mấy? Y này sẽ bằng 1. Đúng không? Ok chưa? Như vậy bây giờ này, tiếp tục này. Nếu mà bên dưới mặt nước áp suất nước tăng thêm 1 atmosphere cho 10 mét sâu, chứng tỏ lúc này x sẽ bằng mấy? X bằng 10. Thì khi đó y này nó sẽ tăng thêm 1, mà hồi nãy ban đầu y người ta là 1 rồi, bây giờ tăng thêm 1 nữa chứng tỏ là sẽ bằng 2. Ok, như vậy từ cái này này, từ cái này các em thế vào chỗ đây thì các em sẽ tính ra được B. Đúng không? Tại vì x bằng 0 thế vô đây, nghĩa là ngay chỗ đây là bằng 0. Như vậy y bằng 1 thì chứng tỏ B này sẽ bằng mấy? Bằng 1. B bằng 1. Sau đó ta dựa vào cái đây, x bằng 10 và y bằng 2. Và B của chúng ta hồi nãy là bằng mấy? Bằng 1 thì chúng ta suy ra A. Là xong ở câu A. Rồi thầy giải quyết câu A xong rồi thầy sẽ làm tiếp cho các em câu B nha. Được không? Ta giải đó. Như vậy thì ở đây chúng ta có câu A này. Xác định các cái hệ số A và B. Tại bề mặt đại dương thì chứng tỏ nếu chia trường hợp là nếu x tại bề mặt thì chứng tỏ cái độ sâu của nó đâu có, chưa có sâu mà chưa có xuống, chứng tỏ là x ở đây bằng 0. Chưa bước xuống nước mà tại bề mặt thoáng chứng tỏ là x này sẽ bằng 0. Đúng chưa nào? Độ sâu thì lúc này y cái atmosphere, áp suất khí quyển là bằng bao nhiêu? Y sẽ bằng 1. Cái đúng nào? Thì em thế vào chỗ nào? Thế vào chỗ đây này. Ta có, nhưng mà khi đó là y bằng 1, ta thế vào đây A nhân 0 cộng cho B, thì từ đây ta suy ra B này sẽ bằng 1. Tại vì A nhân 0 bằng 0, như vậy B này sẽ bằng 1. Hiểu chưa? Đó. Trường hợp thứ hai, nếu x mà tăng tăng 10, chúng ta làm lùng trước, x tăng 10 thì y tăng 1 chứ nữa. Nên từ đây chúng ta suy ra x sẽ bằng 10 thì y tăng 1 là bằng 1 cộng 1, ở đây thì y sẽ tăng 2. Do đó ta sẽ thế vào chỗ cái phương trình này, y bằng ax cộng b, như vậy y ta bằng 2 này, a nhân x ở đây bằng 10 này, cộng b này em ta tính bằng 1 này, được không? Ta chuyển số 1 này qua đổi dấu, ta tương đương 2 trừ 1 sẽ bằng a nhân 10, tương đương tiếp 2 nhân 1 bằng 1. Từ đây chúng ta sẽ suy ra a này sẽ bằng 1 phần 10. Ok, vậy chúng ta có cái hàm số bậc nhất, đó chính là y sẽ bằng a, đó là 1 phần 10, là 1 phần 10 x cộng cho b là 1. Xong, ta đi sang câu B. Các em hiểu chưa nào? Câu B người ta hỏi gì đây? Một người thợ lặn đang ở độ sâu bao nhiêu? Đang ở độ sâu bao nhiêu, nghĩa là các em cần phải tính x, đúng không nào? Nếu người ấy chịu một áp suất là 2,85 atmosphere, nghĩa là ở đây người ta cho y ta bằng 2,85. Như vậy các em sẽ thế vào chỗ đây để chúng ta sẽ tìm ra được x, tại vì hệ số a và b chúng ta đã giải xong ở câu A rồi, hiểu không? Như vậy chúng ta đã có phương trình này rồi. Như vậy thì ở đây ta có y sẽ bằng 2,85, nên ta sẽ tương đương là 2,85 sẽ bằng 1 phần 10 x cộng cho 1. Đúng nè, chúng ta sẽ tương đương tiếp lấy 10 nhân đây và 10 nhân đây để chúng ta bỏ mẫu, lấy 2,85 nhân cho 10 sẽ bằng x cộng cho 10 nhân cho 1. 2,85 nghĩa là bằng 28,5 sẽ bằng x cộng cho 10. Từ đây chúng ta sẽ suy ra x này sẽ bằng là 28,5 trừ cho 10 thì bằng 18,5 mét. Vậy ở đây chúng ta kết luận luôn, một người thợ lặn đang ở độ sâu bao nhiêu? Vậy người thợ lặn đang ở độ sâu là 18,5 mét. Xong, các em hiểu chưa nào? Nó cũng chỉ chiếm có 0,75 điểm thôi em, nó cũng tương đối khó chứ không phải dễ. Được chưa? Chúng ta sẽ đi sang cái bài số 5 luôn nhé. Ta đi sang bài số 5 nhé. Một nhóm gồm 31 học sinh nhé. Thầy tóm tắt cái đề bài nhé. Ở phần trên này lúc nào cũng gọi là cái phần hướng dẫn nhảm nháp của thầy nhé. 31 bạn học sinh này tổ chức một chuyến đi du lịch. Chi phí chuyến đi được chia đều cho mỗi bạn tham gia. Nghĩa là 31 bạn thì chia đều hết trên đầu người, cả nam cả nữ, cả cao cả thấp, cả ốm cả mập cả béo gì đấy là chia đều hết. Ok, được chưa? Chứ không ví dụ như một người 100.000 thì tất cả mọi người đều là 100.000 hết nha. Sau khi đã hợp đồng xong, vào giờ chót có 3 bạn bằng việc đột xuất nên không đi được, nên họ không đóng tiền. Như vậy thì 3 bạn bằng đột xuất chứng tỏ là ban đầu là 31 3 bạn bận thì trừ 3 bạn ra, chính như nó trừ 3 bạn ra, đúng không? Không đóng tiền, chứng tỏ nó chỉ còn lại là mấy người em, mấy người đóng tiền, nó còn 28 bạn thôi. Cả nhóm thống nhất mỗi bạn còn lại sẽ đóng thêm là 18.000 nè. Nếu mà ban đầu á mà 3 bạn này đi á đầy đủ á thì cả cả cái nhóm này. Ví dụ thống nhất ban đầu là 100.000 này, ví dụ bây giờ thì cho thực tế cho nó dễ hiểu này, 100k, viết 100k cho nó dễ nhìn ha. Nếu mà 31 người không thì sẽ là được là 3.100.000 đúng không, 3.100.000 nếu mà đi đầy đủ. Bây giờ đùng cái 3 người đây, ví dụ đau ruột thừa, đau ốm hay gì đó không đi, có bị đột xuất, thế là còn lại là 28 bạn. Thì 28 bạn này phải đóng vô thêm mỗi bạn là 18.000 để mà bù vô cái số tiền của 3 bạn. Tại vì 3 bạn này nghỉ chắc chắn sẽ mất đi. Nếu như mà thầy cho ước lượng là 100.000 đây thì 3 bạn này nghỉ thì đã mất đi là 300k chứ nữa. Mất đi 300k thì chứng tỏ là 28 bạn đi này phải gánh thêm mỗi bạn là 18.000. Ý là như vậy, nghĩa là thầy đang cho một số thực tế để các em hiểu thôi, chứ không biết là cả nhóm là phải đóng là bao nhiêu. Các em hiểu nào, tại vì chúng ta chưa biết số tiền nữa mà. Cả nhóm thống nhất mỗi bạn còn lại sẽ đóng thêm các em nha, là 18.000 đồng sau dự kiến ban đầu để bù lại cho 3 bạn không tham gia. Đó giống như lại thầy nói đúng không? Hỏi tổng chi phí chuyến đi là bao nhiêu? Hỏi tổng chi phí chuyến đi là bao nhiêu? À, như vậy thì ở đây chúng ta thấy này, để mà tính tổng chi phí của chuyến đi hồi nãy thầy nói là nếu mà chúng ta ban đầu để mà chúng ta, nếu như một người nào đó, một bạn mà đóng 100k thì tổng chi phí chúng ta đây là 3.100.000. Các em hiểu không? Bây giờ chúng ta cần phải tính như thầy cái số liệu này. Cái số liệu này là bằng bao nhiêu? Hiểu chưa? Thì bây giờ chúng ta cần phải tính giùm thầy đầu tiên, đó chính là cái số tiền phải đóng bù cho 3 bạn. Có đúng không? Số tiền phải đóng bù cho 3 bạn bằng cách nào? Bằng cách các em lấy 28 bạn còn lại này, các em sẽ nhân cho bao nhiêu? Cho 18. Đây chính là ra được cái số tiền bù. Chứ nữa là cái số tiền bù cho 3 bạn còn lại. Có đúng không? Đó. Khi đó các em sẽ lấy cái số tiền bù này, các em sẽ chia cho mấy? Chia cho 3. Chia cho 3. Ok. Sau đó chúng ta sẽ nhân cho bao nhiêu? Chúng ta sẽ nhân cho 31. Thì ra được tổng chi phí của chuyến đi. Đúng chưa? Đó. Ok. Ta giải nè. Trên đây là phần làm nháp của thầy thôi. Bây giờ thầy sẽ tính cái số tiền đóng bù cho 3 bạn là như vậy. Thì ban đầu là 31, ta trừ cho 3 bạn không đi, có đúng nè, nhân cho 18, mỗi bạn còn lại là phải gánh thêm là 18.000. Kết quả bằng đây phải sử dụng máy tính cùi bắp thôi, lấy 28 nhân cho 18 thì ra được là 504.000 đơn vị, đây là đồng. Đúng chưa? Sau đó các em sẽ tính tổng chi phí cho chuyến đi là như vậy. Thì 504.000 đồng này, nếu như 3 bạn kia phải đi thì đây là số tiền của 3 bạn. Các em có hiểu không? Thầy nói lại này, nếu như mà 3 bạn kia đi á mà không phải nghỉ á thì đây chính là số tiền của 3 bạn cần phải đóng. Chứng tỏ là chúng ta sẽ lấy 504.000 đồng, chúng ta chia cho 3. Đấy, như vậy thì đây chính là số tiền của 3 bạn phải đóng, ta chia 3 thì mỗi bạn phải đóng là 168.000. Như vậy thì trong lớp của mình hiện tại là 31 bạn thì các em sẽ lấy cái số tiền này, một bạn này, đây một bạn đóng cho một chuyến đi này. Các em hiểu không? Đây là số tiền đóng cho một bạn trong một chuyến đi này, là một bạn phải đóng như này. Như vậy 31 bạn thì các em sẽ nhân cho 31 lên. Thì ra được chi phí là tổng chuyến đi đây là 5.208.000 cho tổng chuyến đi đối với 31 học sinh nếu mà đi đầy đủ. Còn nếu không đi đầy đủ thì chúng ta sẽ trừ số tiền ra và các bạn kia phải gánh, có đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ tính ra cái số tiền của một bạn phải đóng bằng cách lấy số tiền của ba bạn hồi nãy chúng ta chia 3 là ra được một số tiền còn phải đóng cho 31 bạn. Sau đó các em sẽ nhân cho số học sinh 31 lên thì ra được hồi nãy chúng ta tính là 5.208.000 đồng. Đúng chưa? Các em hiểu không nào? Đó. Ok. Đề bài nha. Rồi, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc các em nhé. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em bài số 6. Nếu được làm bài số 7 luôn. Bài cuối cùng chắc chắn là bài số 8 là bài nào ha. Ok, chúc các em học tốt nha. Bye bye.